Đây nó thậm tệ lắm mà. Thậm tệ đó, phần này tao biết, tao vô tao quay mày cho nó. Ê chú nhỏ đừng chạy. Đâu có. Cắt lá mà ba. Quá mày ốp. Tại hồi nướng ở trong nó bị mà, nó bị ứ hay sao, ứ máu sao. Cái kệ đâu kìa. Nướng xong nó không. Mình nướng xong nó gần chín á là mình gỡ bẻ chuối ra mình đốt thêm lần nữa. Hiểu không? Bớt. Bẻ chuối sao ốp được ba? Cá lóc có chút ép hả? Quắn lá chuối Khánh ơi. Bẻ mày. Thôi đừng quắn bẻ quắn lá nè. Mày chặt hai bẻ mày ốp mày cúp cúp lại mày cuột sợi dây lại mày nướng thấy bà luôn. Mày dây đâu mà nướng cái gì? Thì mày chặt đi rồi gom lá chuối. Suy nghĩ kìa, đừng chặt mà mày khứa khứa lấy cái bẹ thôi, lấy hai bẹ, một bẹ một à. Ốp làm hai thôi được rồi. Rồi cái gì dính áo hay gớm mà ăn quỳ. Về bỏ tay luôn nè. Áo đen không mà sợ gì cha. Rồi iPhone X mà nó nướng con cá lóc một à, ai ăn vậy nè. Như gửi iPhone X mà có con cá lóc một vậy hả? Rồi được rồi Khánh ơi. Cắt làm hai đâu, cắt làm hai vườn cá không? Mày nói chưa? Vườn, chắc chưa. Sao mày chưa? Mày nhúc nó cắt chuối. Nhỏ nhỏ thôi. Không, cái cây phía trên nó toàn cái cây phía trên, cái cây mày chặt đó là cây đó được đó. Cây trên đó kìa. Cây đó hơi nhỏ, ừ cái cây đó đó, ừ ừ. Chặt đại khúc dài dài đi, vô để dành. Gớm không? Cái này nó bự quá. Kệ, bự. Đem vô chống mình chặt lại, chặt lại. Chặt lại luôn đi. Trên ngon hơn. Lấy đại khúc đi. Ừ khúc trên coi bộ nó nhỏ hơn rồi mày. Ôi. Thằng nó mỏ cắn bằng mặt. Nó đợi tụi bay nướng lâu quá. Cắt cái nó ừ đúng rồi đó. Đang quay đang quay mà. Ê kiếm cái gì bộ? Với chị hả? Ờ. Ừ. Chị đâu ra? Còn mày lấy gì ra chuối á, mày xé cái miếng chuối tư ra Khánh, mày cuột ra Khánh. Khánh. Mày phải đâm cái đầu con cá lóc, mày phải đâm con cá lóc. Phải đâm mày đó, bây giờ kiếm buộc chết đi mình đâm cho nè. Đâm trước thì cuột. Ông nội, sao ông cầm được cá lóc ông còn ông đâm. Mày cầm mày. Cầm cái. Mày cầm. Dẹp cái dao ba chút bây giờ nè. Mày làm tiếp nó đi. Cái đè này mày có cuột không ơi. Quay gần mới thấy con cá lóc chứ. Bự quá, iPhone X bằng cái lóc. Cửa ơi, iPhone X nè. Cửa iPhone X bằng con dốc. Dẹp cái dao. Rồi, má nãy quên nhọn nhọn chút. Ừ, nãy tao chặt nhọn nhọn xíu. Rồi, đây là. Chút nó không nó dậy. Không, nó tiện chứ. Cá ăn cũng bị dữ trời. Nãy tao kêu bà bắt con nhỏ kêu mà bà bắt con bự vậy. Rồi, cục lại trái sói cho thằng nè. Cái chú này chú gì không chị á, hồi chú tư đâu có gì cái chú tư á nóng nó bung ra được. Ừ nóng nó bung. Xé lấy cái bẹ, ở cái bẹ bẹ đó Khánh, để dài dài đó. Nhìn cái wheel mày tồi tàn quá Toàn ơi. Kệ nó. Nhà quê mà.
anh ơi. Hái nhiều nhiều đi. Lên đi phát. Đứng ở đâu vậy? Đứng ở đâu vậy? Mai biết như luôn nha, rửa cái iPhone X đúng không? Ừ, iPhone X mười mấy triệu, rửa con cá 40 triệu rồi. Mai biết giá luôn trời. Trời, mày trời gì không biết mà. Phạt. Trời, nướng đâu vậy? Đúng luôn, cá có 33.000. Đủ chưa? Nó hết. Nướng đâu biết rồi, nướng đâu biết. Cứ anh nó thậm tệ lắm mà. Thậm tệ đó, phần này tao quyết tao vô tao quay mày cho nó có phước nha. Rồi, nhưng Khánh là đủ rồi mẹ ơi. Lấy thêm con miếng nó vừa còn lại đi ba thôi. Không có chín đâu. Đây có mấy cái cọng này nè. Bỏ vô cho nó cháy. Tào lao nhiêu nó chín tới đầu luôn chứ không chín. Không chín. Đây hộp quẹt đây. Ăn con cá 33.000 này biết ngon không? Mua thôi mình mấy triệu đãi cá 33.000. 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 Trời có được không? Ôi lên nhẹ thôi. Khánh cầm hay thiệt. Cắm kê chủ là cháy hết trơn rồi về. Cháy sao mày? Không cháy tao cháy. Hãy nhìn nhiều Khánh, ôm nó luôn Khánh. Lấy cái dao coi. Lấy dao kìa. Đạp chúng bây giờ. Nhớ đồ. Đấy cái con hả? Ừ. Má hai đây này có tâm thì tao qua đây nó quay mặt bên kia. Wow. Đúng rồi cái này nè. Sao lưng mày nhóc mà Khánh? Tiếc mày ơi. Trời ơi. Má gì vậy? Nó nướng cá mà nó làm thấy ghê không? Mà nó cháy cái ghê gì vậy? Không ai gì mà còn dãy luôn kìa. Kiếm cái cây dài dài Khánh ơi, đùa lửa cho Khánh ơi, cháy ngoài quá à. Ừ, có cây khô đó. Cá bằng 3 ngày, có mua kèm xếp mặt. Ta ôm một đống là nó thấy luôn á. Ê, nướng từ từ thôi. Nhanh quá vậy nó cũng đâu chín đâu. Đúng rồi, mày nướng cá bự cái nào không chín thì. Thôi còn gỡ bẻ chuối mày lăn lên cá nó mới khô. Nhớ cái này là con gì? Con cá lóc mốt lửa chài. À, đốt. Để xem nè, cá lóc đốt lửa chài. Cháy con lửa chài. Đốt sao hồi ôm nữa. Nè, gửi iPhone X nè, mà nó đi nướng cá lóc 33.000 nè. Đã dắt vô nhà hàng ăn 300-400 ngàn gì nó gửi cá lóc có 33.000. 33.000 về tốn mua không kem nữa. Không biết, không sao còn nhiều mới trắng. Cái nào ăn được xuống như ngon nữa. Thôi ta thấy lọt cái chuối đi mẹ ơi. Chúc nó đi, chứ đâu, nhầm rách gì. Lần đó thấy nhóc chân nó chuối đâu mà Khánh. Hả? Nhóc nó chuối đó kìa. Sao mày nướng cây luôn rồi Khánh? Nhóc nó chuối đó kìa. Ôi. Ôi. Như chơi lửa. Nghĩ giỏi chứ mày.
mà không chịu tin. Rồi khét rồi mượn ơi. Cầm ấy. Vô đi. Khét lắm rồi ba ơi, ba. Từ từ đi. Không khét mày đó. Không mày để than đi cho thấy. Cá này là cá quanh lửa hồng. Cá quanh lửa hồng. Chứ phải cá nướng chui à? Không phải cá nướng chui nữa mà cá quanh lửa hồng. Quay buổi tối luôn á mày. Quay gì là quay buổi tối luôn. Chính là ông nội cũng khét đó mà. Chính vô mày. Hả à, xanh. Tối rồi đó tao thấy thì nó hơi mè đó Như ơi. Tối rồi nó mè. Hả à, xanh, buông thay ra. Em vô. Trời ơi bà này. Trời, nóng không Khánh? Chị Công. Trời ơi, biết sao. Chính không? Chính thôi. Tôi không biết các bạn ơi. Nè. Rồi. Quay hành quả nè. Hình quả như cục than luôn. Lồi lồi. Vô trong nhà đây. Đây. Ba cái đây, mày giờ vô xách miếng nước tao tắt nó kìa. Xách giùm canh. Mà khỏi đi tao tắt. Ngon mà. Mày sợ nó bị úng ở trong á. Cái ốc nướng chưa thì nó ngon rồi. Sợ úng ở trong tại đốt lửa lớn không à. Sáng sao rồi? Nóng không? Sống nha. Nó không khác hả? Sống rồi. Nó kìa dạ, thấy đen hồi mà. Được rồi á, tại bụng bự quá. Phải lúc lửa nhiều nhiều á. Cải thầy núi đè, thấy không? Thôi chiên lại. Ăn ở ngoài, ăn vô. Ăn ngoài á, ít ít thôi. Rồi hồi tới trong nướng lại cái. Nướng lại gì vậy mẹ? Sợ nó men không vậy? Ai làm vậy? Làm đó. Vô chưa? Mời các bạn ăn cá lóc nướng nha. Ăn mình đi. Ờ. Nướng than nữa, cá lóc nướng than. Mua điện thoại mười mấy triệu. Nướng cá 33 ngàn à. Má gửi ghê. Em biết đâu. Gửi ghê. À, mấy triệu gửi cá. Mấy triệu gửi con cá bé lớn nè. Nhậu uống rượu luôn đó chứ không được uống bia nữa. Hơn cá nhờ. Có là may rồi đó. Tài trợ thêm con cá con. À, còn con cá con chưa chiên nữa kìa. Quá bèo. Quá bèo. Hết tiền, hết tiền. Rửa lại cái này không công nhận à.